dày dữ vậy Đức? Ừ. Bao nhiêu inch vậy? Hôm qua là ba đã cạo rồi đó. Qua ba cạo mọi giờ nó vậy là dày mà không làm ngày mai cũng không có ra được đâu. Giờ nó đâu có tan đâu. Dễ sợ không cái tiếc nè. Mở cái gara lên mà nó dày như vậy đó. Mà hôm qua nó cạo rồi đó. Dày quá làm cũng chết nữa. Đủ ấm không Đức? Ủa nó dày luôn á bé. Nó đựng ra lạnh lắm. Dày tuyết dày chơi đã luôn á. Không có ra nổi. Rồi nó đông đây. Đâu bao giờ có tuyết dữ vậy. Năm nay ba lần rồi Đức. Ngày mai lần nữa đó. Ngày mai thì coi làm sao chứ hôm nay là thấy ghê rồi đó. Coi như là 3 ngày rồi, hôm qua tuyết. Hôm nay đó, hôm nay nó lên như núi nè, ghê không? Chưa từng thấy nó nhiều như vậy luôn á. Ba bữa ngay ngày thứ ba đó, mà nó vậy nè, giờ nó còn rơi nữa đó nha. Nó còn rơi nha Đức. Thằng nghĩ ngày mai chắc tiêu, không có đi làm nữa. Mà bé giờ bó không lạnh hay sao vậy? Không hiểu vậy chưa, không biết nữa. Vậy rồi ăn gì? Không ăn gì hết. Không ăn gì hết, không đi học. Mà bé không có học. Yeah. Sao kỳ vậy? Phải chừng có học quá bé không lên. School's are different. Bé không phải trong ba bay được nữa đâu. Vậy hả? Nó bị đông đá nè. Rớt xuống lạnh luôn nè. Coi gì trên nè. Cưng ghê ha. Ờ, để mày coi coi. Thật thành snowman luôn rồi nè. Chắc mà vô mà lạnh lắm rồi. Hello hả? Hello, it's me you looking for. Mang đồ. Mày lạnh lắm rồi bé, thôi mày đi về. Chắc thằng chạy ra ngoài ngoài sau coi coi cái hồ cá. Rồi tiêu rồi, tiêu rồi. Nó còn ngu, nó thấy còn không còn. Có. Hồ cá giờ nó đông y như là đóng băng luôn nè. You can ice skate on there. Ừ, đâu coi cá coi, mở ra nhiều nhiều coi cá coi. Tiêu rồi. Chưa bao giờ mới thấy vậy luôn á. Giờ như một cái mặt bàn vậy á. Đâu, nó chết hả sống? Sống nó thấy có mưa. Kinh khủng chưa? Nó đông, nó đông cái bờ. Cái hồ. Có con cá đó. Có không có, nó có bơi không? Nó bờ màu trắng không. Mà nó có bơi qua bơi lại không? Có. Mà không thấy được nữa. Hard to see with the snow. Ice. Gà còn gái là ok á. Thấy chưa? Kìa có nước chảy kìa. Có, giờ mới thấy nước đó nha. Chứ hôm qua là đông. Coi mấy con gà coi còn ok không kìa. Đi coi chừng té nha. Nãy chụp một con ếch rồi đó. Gì vậy? Đi chỗ ấm. Đi đi chỗ ấm không có. Nắng á, ừ trời nắng. Cửa ra bé, mở cửa coi coi. Thì đâu có cho ra đâu, lạnh lắm. Có con trứng. Đâu? Trứng gì đó. Ồ. Oh. Một trứng mà sao qua đây ấp và hai. Trời lạnh thôi, cởi ấp đi con. Ấp cho nó ấm ha. Chứ Hòa chịu không nổi đâu. Rồi có con này không lạnh hay sao cứ theo mình cứ nhảy hoài. Ủa sao còn có con à? Mấy con kia nó mất tiêu à? Hai con. Ủa con kia không lẽ chết hả ta? Như con kia chết rồi bé ơi. Ồ ồ, còn được ba con hơn quá. Đó, mấy con này chịu nổi mà mấy con kia mà tưởng nó chết rồi chứ. Cái hồ cá nè, nhìn nè. Trời ơi. Nó thì nó nên là ở sâu chứ nó ấm chứ giờ mình cũng không biết là như thế nào. Mặt nước thành cái kiến không à. Ôi, nó move nè. Có không? Nó thấy cái đuôi nó nằm. Nó có bơi hả? Rồi thử chứ mày không thấy mày gì luôn. Thôi kệ đừng đập bé, sợ nó lạnh á. Kệ nó, cho đầy lên đi. Nhiều khi nó che vậy mà nó ấm á. Mày ra mày coi gà coi, mày đi vô mày lạnh quá rồi.
Đây, vậy là nhà có hai con ấp. Ấp cho nó ấm con ơi. Gì vậy? Gì con? Mẹ đóng cửa cho mẹ đi, mới để mẹ đóng không mà mẹ đóng nó mạnh, nó mạnh quá. Té nữa rồi, chụp mấy con ếch rồi con. Chim bay nè, quá trời nè. Đằng kia kìa, đằng kia kìa. Trên cây á. Nè, có con lạnh nè. Ô, bây giờ nó lạnh quá, nó xuống đây luôn nè. Nãy giờ chụp mấy con ếch rồi bé. Hả? Ba con rồi hả? Thôi đi vô. Buốt quá rồi. Ủa chim đem vô hả Đức? Trời ơi lạ. Mà cái con rồi nó lạ quá, nó rớt xuống. Trời. Mà thấy tội quá mà mang vô rồi. Trời. Ủa nó đạp đi đâu chạy máu rồi ta? Chắc ở ngoài đó nó bị dưới. Đâu đâu, nó mới bị đây nè. Con nào? Nè, con đỏ nè. Nè, nó mới bị đây nè, không biết nó mang đâu rồi trời. Nãy giờ khóc, làm lo. Buồn. Nhưng mà nó đâu chết rồi khóc. Khóc nữa trời ơi. I don't want to see them bleed. Biết rồi, không sao hết. Cái đó là của hai con bị chảy máu. Nó không có một đứa. Nó À, con kia bị gì? Nó bị chảy máu. Nó có một con à. Ba nói có một con kia bị gì đâu? Có một con thôi, con kia là lạnh rớt xuống đất thôi. Lúc đó con xe nó còn đứng múa thì ba nghĩ cũng ok. Ừ. Rồi con Duy tự nhiên nó nhớ bệnh cái nó lật nó chết cha không được rồi. Giờ mà có đồ trượt băng trượt được luôn á. Lá như vậy á. Mình đâu có đồ trượt băng đâu ta. Mà ra không có chịu nổi đâu, ra chừng nửa tiếng là đông cứng tay ba là cứng ngắc luôn nè. Thôi chút xíu nấu trong nhà đi. Sao ra ngoài được, lạnh lắm. Ôi lạnh quá, cay hàng tiêu rồi đó ơi. Mấy cái này cái là xăm xăm nè. Xăm xăm mà vậy nó chắc chút xíu cực nữa rồi. Nè, cây bồ ngót tiêu luôn rồi, mùa ngót là vàng không biết làm sao nữa nè. Rồi chanh dây úa lá luôn, nha đam cứng y như là nó nông đá luôn rồi đó, coi như chết hết rồi đó. Thôi giờ đem vô làm gì làm chứ, trời cứng nhắc luôn nè. Đập nè, đây một cây nữa, cây này cũng tiêu luôn, rẻ luôn, chắc bỏ vô ngăn đá rồi lấy đắp mặt thôi. Trong cái nhà bếp mà còn chịu nổi nữa. Hiếu bé ra ăn nè Hiếu ơi. Ra ăn spaghetti nè.